Thưa quý vị, với các địa phương tập trung nhiều chuỗi sản phẩm nông nghiệp nhưng chưa có các phương thức chế biến đa dạng như Đà Nẵng, thì hệ thống bảo hộ, chỉ dẫn địa lý được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để khẳng định vị thế, đồng thời góp phần nâng cao giá trị cho nông sản trên thị trường. Đây cũng là một trong những nội dung mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn thành phố quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Trước hết, để sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì phải có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý mang lại. Các sản phẩm này sẽ dễ dàng nổi bật hơn, thậm chí có giá trị hơn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Mặt khác, việc áp dụng bảo hộ chỉ dẫn địa lý còn giúp ngăn ngừa và chống lại các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, làm mất đi giá trị và danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Tại Đà Nẵng hiện nay, làng nghề nước mắm Nam Ô, quận Liên Chiểu là một trong những nhãn hiệu tập thể đang được thành phố hướng đến để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Thì chúng tôi được biết là chính quyền địa phương, đặc biệt các bộ ban ngành đoàn thể là hỗ trợ cho Nam Ô đăng ký về cái bản chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Nam Ô. Thì đây là một cái điều mà hết sức là mừng, để thông qua đây thì sẽ bảo hộ được, nó là một cái kênh quan trọng để bảo hộ được cái nước mắm Nam Ô cho bà con sản xuất tại địa phương và bà con sau này các đời con đời cháu mình sản xuất để bảo vệ cái thương hiệu nước mắm Nam Ô cho nó bền vững. Cạnh đó, việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng sẽ giúp việc quản lý và phát triển các sản phẩm đặc thù địa phương thuận lợi và hiệu quả hơn, góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống của thành phố. Tuy nhiên, việc sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý mới chỉ là bước đầu. Vấn đề đặt ra là cách thức, giải pháp để duy trì, phát huy giá trị các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con trong làng nghề. Để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì cái sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nó phải có tính chất, chất lượng đặc thù và có danh tiếng. Điều đó có nghĩa rằng là cái gốc của vấn đề là chúng ta phải làm sao duy trì được cái danh tiếng, cái chất lượng, cái tính chất đặc thù đó. Thì và ngoài ra nữa là duy trì được rồi thì làm sao để người tiêu dùng biết đến cái tính chất, chất lượng đặc thù, cái danh tiếng đó để người tiêu dùng còn sẵn sàng mua hàng với giá cao. Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, hiện có nhiều chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý đang được xây dựng và đưa vào triển khai trên thực tế, như chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, các chương trình phát triển thương hiệu của chính phủ và các chương trình hỗ trợ phát triển đặc sản địa phương của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Để hỗ trợ cho các kinh tế tập thể phát triển thì chúng tôi luôn hỗ trợ và các cái chính sách cũng như là hỗ trợ về việc trực tiếp luôn để xây dựng cái nhãn hiệu tập thể cũng như là phát triển cái tài sản của chính các cái kinh tế tập thể này để làm sao mà cái sản phẩm này có cái thị trường cũng như ngày càng phát triển bền vững hơn. Thì hiện nay như chúng ta đã biết là cái sở hữu trí tuệ xã hội càng phát triển thì cái việc mà cái sở hữu trí tuệ chính là cái tài sản của doanh nghiệp, của cái tập thể đó. Nếu như mà chúng ta không bảo hộ nó và không phát triển thì khó để phát triển cái kinh tế tập thể cũng như là các doanh nghiệp. Ngoài nước mắm Nam Ô thì bánh khô mè Bà Liễu hay bánh tráng Tuy Loan là những mặt hàng tiềm năng để các ngành chức năng nghiên cứu việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, quảng bá sâu rộng hơn về sản phẩm Đà Nẵng đến các thị trường trong khu vực.